지. Nhưng mà nó chỉ được 3 tháng chứ nó không có phải là đẹp mít như vậy. Vậy nó thuốc mè nó vô nó như vậy là, nhưng mà nó không ảnh hưởng nha, nó về ảnh hưởng là không. Chị cũng tìm cái mà là tay tay gì.
chị nói còn như anh đâu biết là nó ức chế vào cái này em vào ức chế vào cái tiếng tiếng bạn nhờ đó là tại vì cái này biết thuốc á nên là thành ra nó sẽ có hai cơ chế chỉ có hai dòng thuốc nên là chị tin tưởng thì là theo cái chị nó có đưa cái ví dụ như em tìm về filler hoặc là cái gì đó thì đưa ra cho em xem cái filler nó là có nhãn hiệu thì nó còn có filler là nó có tùy theo nước tùy theo dòng nhiều là nhiều quá ngàn loại như em nhẹ dùng từ cây là cây ngàn loại cây serum cũng ngàn loại serum không biết serum nào à, đó chị đang nói để chị cứ xương xương vậy thôi. Cứ điều trị đi nhá, từ từ tính nó sao. Hơi đau chứ. Không đẹp
Ha.